không còn xa lạ ở Việt Nam với các xưởng in 3D khắp nơi và các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng đã khai thác máy in 3D. Nhưng công nghệ này vẫn luôn được xem là một trong những thành phần quan trọng của nền công nghiệp 4.0. Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cùng các doanh nghiệp khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề dành cho giáo viên dạy nghề năm 2017. Đây là cơ hội để các giáo viên cập nhật, trau dồi kỹ năng, kiến thức nghề nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nguồn nhân lực. Tới tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cô Nguyễn Thị Phương Hoa, Giám đốc Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Tấn Tồng, CEO Founder Công ty trách nhiệm hữu hạn 3D Smart Solutions, ông Lê Quang Đức, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Công nghệ đồ họa Soluca, cùng các lãnh đạo sở ban ngành, trường dạy nghề và ban giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chương trình, chuyên đề công nghệ in 3D ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí được Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty 3D Smart Solution hợp tác triển khai và được sự quan tâm đặc biệt của các học viên. Chuyên đề công nghệ in 3D ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí được chia làm 4 học phần. Phần 1, giới thiệu về công nghệ in 3D hiện nay và ứng dụng thực tế. Đến với học viên, ông Trương Tấn Tồng, CEO Founder Công ty trách nhiệm hữu hạn 3D Smart Solution đã chứng minh công nghệ in 3D đang là một trong những xu hướng phát triển mới của khoa học kỹ thuật. Ứng dụng của công nghệ in 3D có thể giúp tăng tốc độ phát triển sản phẩm một cách nhanh chóng và thuận tiện, cho phép lặp đi lặp lại quá trình thiết kế, gia công tạo mẫu nhanh chóng, hiệu quả và tối ưu, cắt giảm chi phí và thời gian ngay từ đầu trong toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm và đảm bảo tính khả thi của sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất. Ứng dụng công nghệ in 3D vào việc tạo mẫu vẫn là một ứng dụng quan trọng thực tế lớn nhất hiện nay và áp dụng rất rộng rãi, từ xây dựng, thời trang, y học đến các ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, máy bay, vũ trụ. Có rất nhiều công nghệ in 3D, mỗi công nghệ khác nhau được ứng dụng trong một lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Phần 2. Thực hành scan 3D mẫu và in 3D các sản phẩm cơ khí, đồ gá. Chương trình đào tạo dành cho học viên là chương trình lý thuyết tích hợp thực hành trên các thiết bị đang có trên thị trường, được chuyên gia truyền đạt cách sử dụng hiệu quả nhất. Phần 3. Thực hành in 3D các sản phẩm học viên tự thiết kế. Sau khi nắm bắt được nội dung cần thiết, học viên bắt đầu tự thiết kế và tự in sản phẩm của chính mình tạo ra. Việc in như thế nào cho hiệu quả, bề mặt sản phẩm đẹp, thiết kế như thế nào để tách sản phẩm dễ dàng, tất cả các nội dung trên đều được học viên rút kinh nghiệm dựa trên thực hành và sự truyền tải của chuyên gia. Phần 4. Tham quan doanh nghiệp ứng dụng công nghệ in 3D trong sản xuất. Kết thúc khóa học, học viên được tham quan doanh nghiệp ứng dụng công nghệ in 3D trong sản xuất, từ đó được tận mắt trải nghiệm thực tế sử dụng công nghệ in 3D trên thị trường. Bên cạnh chương trình trên, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn 3D Smart Solution cũng xây dựng chương trình đào tạo, vận hành và sửa chữa máy in 3D nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thị trường nền công nghiệp 4.0. Thông tin chi tiết chương trình vui lòng xem tại website daotaongnganhan.hcmute.edu.vn.